Trong khoảng đã quay trở lại với Amber Channel, lại là mình đây. Hôm nay thì mình đang trong một cái buổi cà phê gọi là trải nghiệm sớm với sản phẩm Vivo X60 Pro. Đây là một cái sản phẩm hoàn toàn mới của nhà Vivo ở thị trường quốc tế cũng như là sắp tới sẽ được ra mắt tại Việt Nam. Vậy thì các bạn hãy cùng mình trên tay và đánh giá về cái sản phẩm Vivo X60 Pro này để xem là với một cái sản phẩm có thể gọi là flagship của nhà Vivo thì nó sẽ mang đến chúng ta những gì nhá. Và bật mí với bạn là mức giá của sản phẩm Vivo X60 Pro lần này thì nó là một cái phiên bản nâng cấp rất là lớn của sản phẩm Vivo X50 Pro, nhưng mức giá của nó sẽ không đổi nhá. Đó, tức nghĩa là mức giá năm ngoái như thế nào thì mức giá bây giờ nó cũng sẽ là tương tự. Ok, trước bắt đầu video, nếu bạn nào quan tâm về những sản phẩm điện thoại đến nhà Vivo với mức giá tốt nhất, có thể tham khảo thông qua đường link phần mô tả video đến với hệ thống của Di Động Việt nhá. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Ok, cái điểm đầu tiên mà mình đánh giá rất là thích trên những dòng điện thoại của nhà Vivo là họ có một cách đóng hộp trông nó khá là xịn các bạn ạ. Các bạn sẽ có một cái hộp to nhám này, phía trước các bạn sẽ có cái biểu tượng của ống kính ấy. Đấy, đây là một cái điểm được nhấn cực kỳ mạnh trên điện thoại của Vivo lần này, đặc biệt là X60 Pro. Và các bạn thấy không, là cái ống kính này thì lại được hợp tác bởi Zai. Zai là một trong những thương hiệu về máy ảnh mà quá nổi tiếng rồi. Ở mặt sau các bạn sẽ có tem xuất nhập khẩu của sản phẩm này, năm sản xuất và một số thứ linh tinh. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành unbox luôn để xem là bên trong cái điện thoại này thì nó sẽ có những gì nhá. Ôi, cái hộp màu dẹt này thì hơi khó mở các bạn ạ. Rồi, bên trong ấy thì các bạn sẽ có ở đây là chiếc Vivo X60 Pro của chúng ta. Phiên bản mình đang có là phiên bản màu nó dạng là màu đen chì các bạn. Nó đen 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 xám xám ấy. Và đây là phiên bản tông mờ nhá. Ngoài ra thì nó còn có một phiên bản màu xanh nhìn đẹp hơn. Cá nhân mình thì mình thích phiên bản màu xanh đấy hơn. Tuy nhiên thì số lượng có hạn, mình chỉ mượn được duy nhất phiên bản này thôi. Ngoài ra thì bên dưới phụ kiện ấy, các bạn sẽ có ở đây là một cuốn sách hướng dẫn sử dụng này. Đó, và que chọc SIM luôn, được đặt rất là ngay ngắn. Và ở bên dưới nữa các bạn sẽ có một vài cái tem email của nó. Và các bạn sẽ có ở đây là một cái ốp lưng. Cái ốp lưng này thì nó sẽ làm theo dạng nhựa cứng như các bạn. Nhìn nó rất là đẹp, và khi mà ốp vào cái con Vivo X60 Pro, các bạn thấy không? Ui, nhìn nó mỏng sexy thực sự. Nhưng mà cái hiệu quả chống sốc của chiếc ốp này thì mình đánh giá cũng rất là cao. Tại vì là những cái phần góc của nó đều được gia cố và đều có những cái điểm G lên, để khi mà chúng ta rơi xuống ấy, thì cái phần góc này chính là cái điểm tiếp xúc đầu tiên. Còn những phần viền như này thì Vivo sẽ lược bỏ để cho chúng ta cảm giác cầm nắm nó sẽ nhẹ nhàng nhất, nó sẽ gọn gàng nhất. Đến với những món phụ kiện khác thì bên trong hộp của điện thoại của nhà Vivo thì mình đánh giá rất cao về những món phụ kiện, khi nó sẽ không loại bỏ bất kỳ một củ sạc hay là những cái phụ kiện linh tinh, mà nó sẽ có ở đây là một cái sợi cáp sạc này. Và sợi cáp của nhà Vivo ấy thì nó luôn theo cái tiêu chuẩn, đó chính là Type-C và USB-A ở đây. Nó sẽ không dùng tiêu chuẩn Power Delivery nhé. Còn với củ sạc thì sao? Củ sạc thì với cái sản phẩm Vivo X60 Pro này thì nó vẫn dùng cho mình cái củ sạc vẫn là Vivo FastCharge 2.0, và công suất tối đa của nó sẽ là 33W. Thì mình thấy rằng là thực sự nhá, 20 triệu 33W thì mình thấy chưa ấn tượng lắm, tại vì 7-8 triệu các bạn đã có cho mình củ sạc 65W rồi. Tuy nhiên thì mình thấy 33W cũng là một con số khá là ok. Và về phụ kiện khác thì các bạn sẽ còn có ở đây là một chiếc tai nghe, và tai nghe của nhà Vivo ấy thì mình cũng đánh giá rất là cao khi được tặng kèm. Và các bạn thấy không, tai nghe này trông nó cũng rất là xịn sò, thiết kế của nó thì thực sự là nó khác biệt hoàn toàn với những chiếc tai nghe đang có trên thị trường các bạn ạ. Đó, và một vài cái nút tai thay thế sẽ được đặt ngay bên trong. Bây giờ thì mình sẽ cùng các bạn trên tay và đánh giá về chiếc Vivo X60 Pro để xem là nó sẽ có gì hay ho. Ok, cái điểm đầu tiên thì mình sẽ đánh giá về phần thiết kế của sản phẩm Vivo X60 Pro. Thực sự thì mình thấy là với sản phẩm Vivo X60 Pro và Vivo X50 Pro, gần như cái tổng thể thiết kế của nó thì tương tự như nhau. Nếu các bạn đơn thuần chỉ nhìn vào cái phần mặt lưng này thì các bạn sẽ không thể nào biết được đâu là cái sản phẩm Vivo X50 Pro hay đâu là sản phẩm Vivo X60 Pro, nếu như bạn chỉ là một người dùng bình thường. Đó, nếu bạn mà chuyên về công nghệ, các bạn nhìn vào cụm camera thì các bạn sẽ biết ngay thiết kế mặt trước của sản phẩm này thì nó sẽ tương tự so với sản phẩm Vivo X50 Pro luôn. Đó, về phần hoàn thiện thì với sản phẩm này, mặt sau của nó sẽ được làm từ chất liệu lập kính và nó sẽ được phủ lên một cái lớp kính mờ. Chúng ta sẽ có hai phiên bản màu sắc, một là phiên bản màu xanh và hai là phiên bản màu ghi đen, màu gọi là hơi xanh xám xám, đen đen ở bên trái mình nó có. Và các bạn thấy không, với phiên bản màu xanh này thì nó ấn tượng thực sự luôn. Wow, phải nói rằng là với phiên bản màu xanh này mình rất là thích em nó. Nếu bạn lựa chọn thì mình nghĩ là các bạn nên lựa chọn phiên bản màu xanh như thế này thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đó, các bạn thấy không? Ui, cái phiên bản màu xanh nó sẽ đổi màu theo sắc cầu vồng cực kỳ đẹp. Và với cái mặt lưng này có cả hai phiên bản thì mình thấy bám lại rất ít mồ hôi dấu vân tay, và chúng ta có thể dễ dàng lau được cái mồ hôi dấu vân tay cực kỳ dễ dàng. Và về cụm camera ở phần mặt sau ấy thì mình thấy rằng là với sản phẩm Vivo X50 Pro và X60 Pro thì thiết kế cụm camera của nó sẽ là như nhau. Các bạn thấy rằng chúng ta sẽ có một cái cụm hình chữ nhật ở đây, và bên trong thì nó chính là cái điểm đặc biệt của sản phẩm này, khi đây là hệ thống camera gimbal độc quyền chỉ có trên những dòng điện thoại của nhà Vivo, và nó đã được update lên phiên bản 2.0 rồi các bạn ạ.
Và phiên bản 1.0 trên Vivo X50 Pro đã làm cho mình rất là ấn tượng rồi, thì lên với phiên bản 2.0 nó càng làm cho mình ấn tượng hơn. Có chút nữa mình sẽ nói sau nhé. Và ngoài ra thì nó sẽ còn có thêm ở đây là hai ống kính phụ, bao gồm ống kính 13 chấm hỗ trợ khả năng xóa phông, cũng như là các bạn sẽ có camera góc rộng là 13 chấm nhé. Như vậy thì với phiên bản X60 Pro lần này thì nó sẽ loại bỏ đi cái ống kính zoom tiềm vọng 5x. Thực sự đây là một cái ống kính mà mình thấy rằng là cũng không có quá nhiều người sử dụng, nhưng mà nếu có thì càng tốt. Thực sự thì nếu thực sự các bạn phải bắt buộc đánh đổi thôi. Ok, bên dưới các bạn sẽ có logo Vivo. Và về phần cổng kết nối thì con này sẽ có ở đây là cái SIM này, nó sẽ có hai SIM. Các bạn sẽ có mic, các bạn sẽ có cổng sạc Type-C, loa ngoài. Loa ngoài của con này thì đây là một chiếc điện thoại mà có hệ thống loa kép nhé. Bên phải các bạn sẽ có phím nguồn tăng giảm âm lượng tương tự này. Bên trên các bạn sẽ có một cái dòng rất quen thuộc từ cái đời Vivo X50 Pro, đó chính là Professional Photography. Đó, thì mình không biết đọc có đúng không. Còn về phần mặt trước thì với cái sổ này chúng ta sẽ có cho mình cái màn hình với kích thước đó chính là 6.56 inch. Nó sẽ dùng cho mình cái tấm nền là Super AMOLED với cái tần số quét là 120Hz, cũng như là hỗ trợ công nghệ HDR10. Và cái thông tin về cái độ sáng màn hình này thì mình không biết là bao nhiêu. Tuy nhiên thì mình thấy cái độ sáng của màn hình này thì nó chỉ nằm ở cái mức tầm là 850 cho nên là tầm 800 nits thôi. Tại vì là mình đang ở ngoài trời này và mình đã bật độ sáng lên tối đa, thậm chí là nếu mình bật auto thì nó sẽ còn tối hơn. Như vậy nếu như mà xét về cái mặt độ sáng khi mà chúng ta sử dụng ấy, thì với cái màn hình này khi mà chúng ta sử dụng nó trong những môi trường mà nhiều ánh nắng ấy thì chắc chắn sẽ hơi bị chói một xíu nhá. Và về phần viền màn hình ấy thì nó vẫn tương tự như là X50 thôi. Viền trên này, viền trái, viền phải của nó, viền dưới của nó thì rất là mỏng. Và đây là một cái phần màn hình cong, thế nên là những cái thao tác chạm vuốt chúng ta trên cái sổ này thì mình thấy rằng nó cực kỳ là mướt. Nhưng mà có một cái vấn đề là màn hình cong thì cái việc mà chúng ta dán cường lực chỗ sản phẩm này thì hơi khó khăn. Chúng ta phải dùng những cái miếng dán UV đến từ T-Mat hay là một số thương hiệu thì mới có thể dán được. Còn nếu như các bạn dán cường lực thông thường thì nó sẽ không phun được cái màn hình này. Thì các bạn nên lưu ý về điều đó nhé. Và nó vẫn dùng cho mình cái thiết kế màn hình là đục lỗ thôi, chứ chưa có camera ẩn dưới màn hình như là những cái điện thoại đến từ Vsmart chẳng hạn. Và với camera selfie này thì nó sẽ có độ phân giải là 32 chấm, thì một chút nữa mình sẽ nói sau. Còn về phần bên trong ấy thì với sản phẩm Vivo X60 Pro thì nó đang chạy cho mình cái phiên bản Android 11 và các bạn sẽ được tùy biến trên cái nền là FunChat OS. Nói chung thì đây là một cái phiên bản gần như mới nhất rồi. Và với chiếc máy này thì mình thấy tất cả những các phụ mà mình sử dụng với lại cái hệ điều hành FunChat OS thì nó quá mượt luôn, các bạn thấy không? Cực kỳ nhanh. Tại sao nó lại mượt như vậy? Tại vì là với chiếc máy này thì nó sẽ chạy cho mình cái vi xử lý đó chính là Snapdragon 870. Đồng ý rằng là trong tầm giá như vậy các bạn đã có cho mình con chip là Snapdragon 888 rồi, nhưng mà đánh đổi lại phải phần camera, đánh đổi một thiết kế cực kỳ mỏng, cực kỳ đẹp như thế này thì con chip 870 mình thấy rằng là nó cũng đã quá đủ với nhu cầu của chúng ta. Nhưng mà nếu mà cao hơn thì càng tốt, không sao cả. Đấy, và về cái phần điểm số chính là cái điểm mà ấn tượng nhất của mình trên cái sổ này. Khi các bạn thấy rằng là mình có chấm trên con 888 Mi 11 chẳng hạn thì nó được loanh quanh tầm là 680 hoặc nói chung là dưới 700.000 điểm. Còn với con chip là 870 đang có trên sổ này thì nó sẽ được lên đến là 701.173 điểm AnTuTu. Đây gần như là một trong những có số điểm AnTuTu có thể gọi là cao nhất trên con chip 870 có thể đo được, các bạn thấy không? 180.000 điểm CPU và GPU của nó sẽ là 242.000 điểm. Và với hiệu năng đang có trên sản phẩm Vivo X60 Pro thì mình tin rằng những tựa game hardcore nhất bây giờ như kiểu là PUBG, Genshin Impact vân vân và mây thì cái trải nghiệm của nó đều rất tốt. Nói về phần là nhiệt độ đi, thực sự là với những con chip đầu 8 bây giờ như kiểu là 855 rồi 865 hay là 870, 888 chẳng hạn thì cái phần nhiệt độ chính là cái phần mà được anh em quan tâm nhiều nhất. Thì với nhiệt độ con này, cái nhiệt độ cao nhất của nó lên đến là 48 độ C khi mà sử dụng và chấm ăn tu ở ngoài trời nhá. Còn nếu các bạn sử dụng trong nhà thì mình thấy rằng nhiệt độ của nó lên ở mức tầm 44 đến 45 thì nó sẽ ổn áp. Nói chung là về phần nhiệt độ, con chip này nó thực sự là không quá nóng với hiệu năng mà nó đạt được. Và tiếp theo thì mình sẽ quay trở lại với phần camera nhé. Nói trước về phần camera selfie đi. Thực sự cá nhân mình thì mình rất là ấn tượng với camera selfie của những dòng điện thoại Vivo từ xưa đến bây giờ rồi, vì khả năng làm đẹp của nó, các bạn thấy không? Quay cái phần camera selfie của nó khác một trời một vực với lại ngoài luôn, các bạn thấy này. Khi mà zoom lên, đấy, chi tiết ở cái phần vần mặt này, đó, những cái mụn nhỏ nhỏ của mình nó đã bị ẩn một cách gọi là bất ngờ luôn. Mình không thể nào tin được là camera selfie nó lại đẹp đến như vậy. Và camera selfie này có độ phân giải là 12 chấm. Nếu bạn gái mà dùng camera selfie này, thực sự là không cần phải dùng những app bên thứ ba, tại vì mặc định của nó thì nó đã quá đẹp rồi. Đó, nó còn có thêm những cái chế độ như là bokeh để có thể là chỉnh độ cái background ấy. Rồi là chúng ta có một số chế độ khác ở đây, ví dụ như là làm đẹp, chúng ta có thể chỉnh chế độ là một số chế độ xếp sẵn như là tươi này vân vân và mây để có thể là phù hợp với nhiều điều kiện chụp và nhiều mục đích của chúng ta. Còn với lại cái phần mặt sau là trên là cái cụm camera gimbal của nó thì thực sự là cái camera gimbal chính là một trong những điểm mà rất ấn tượng.
các bạn có thể thấy này, nhờ bạn camera zoom kỹ vào cái phần gimbal, các bạn thấy rằng là cái camera này nó đang chuyển động ngược lại chuyển động với điện thoại để tránh cái trường hợp là bị rung khi chúng ta chụp hình hoặc bị rung khi chúng ta quay video. Và camera gimbal trên sản phẩm này thực sự là mình đánh giá đây là cái điện thoại có camera gần như là khả năng chống rung tốt nhất trong thời điểm tại rồi. Nó phải sánh ngang với những siêu phẩm đến nhà Samsung hay là iPhone 12 Pro Max chẳng hạn. Nói chung là nếu bạn nào đang cần cho mình một cái khả năng, một chiếc điện thoại có khả năng chống rung tốt nhất, một cái điện thoại có khả năng quay video ngon nhất, thật sự thì đây là một trong những cái lựa chọn mà mình thấy cực kỳ hợp lý. Và phần quay video ấy thì cái chống rung của nó sẽ có là 3 chế độ nhá. Một là tắt chống rung đi thì nó sẽ dùng camera mặc định như thế này, nó sẽ hơi rung đúng không? Hai là chúng ta có thể là siêu chống rung thì nó sẽ kết hợp với camera gimbal cũng như là kết hợp với ống kính để có thể là có một cái chất lượng chống rung là tốt nhất. Và các bạn thấy này, khi mà mình duy camera này nó siêu siêu ổn định luôn đó. Và ở đây thì mình chỉnh qua chế độ chống rung tiêu chuẩn này thì góc của nó sẽ rộng hơn. Tuy nhiên thì cái hiệu quả chống rung của nó khi mà chúng ta lia với một tốc độ nhanh ấy, thì nó sẽ không thể nào mà bám được và nó sẽ có tình trạng là bị giật nhẹ. Nên là khi mà các bạn cần cầm cái này để quay video chống rung thì các bạn nên duy nhẹ nhàng thôi, từ từ thì may ra nó mới ổn. Còn nếu bạn duy một cách nhanh thì nó sẽ gặp một cái tình trạng là bị khựng nhẹ nhá. Đó. Và có một thông tin mình muốn chia sẻ với các bạn là toàn bộ cái video này thì đang được quay bởi chiếc Vivo X60 Pro luôn, để các bạn thể biết được chất lượng của nó cũng như là khả năng thu âm của nó sẽ như thế nào nhé. Tiếp theo thì mình sẽ đến với một số tính năng bổ sung. Thì con này đương nhiên cũng sẽ có là mở khóa gương mặt rồi, và cái phần cảm biến vân tay dưới màng của nó thì cũng cực kỳ nhanh, mình sẽ không nói đến nữa nhé. Còn về phần pin thì con này sẽ được trang bị cho mình viên pin là 4200 mAh, và nó sẽ có cho mình công nghệ sạc nhanh là 33W. Đó, 4200 thì mình thấy không ấn tượng lắm, tại vì trong tầm này 5000 mAh đã có, thậm chí những con flagship bây giờ cũng phải tầm là 4500 mAh trở lên rồi. Thì mình thấy rằng là Vivo có thể là nên cải thiện điều này trong những thế hệ tiếp theo, và có thể nâng công suất sạc lên 65 thậm chí là 120W để nói sạc nhanh hơn chẳng hạn. Rồi, và chiếc điện thoại này thì nó sẽ không có cho mình công nghệ kháng nước đâu, nên là các bạn cũng nên lưu ý. Tuy nhiên thì cái sim của nó thì sẽ có răng cao su. Đây là cái điều mà gần như tất cả những điện thoại cao cấp và tầm trung bây giờ đều có. Đó là video đánh giá nhanh của mình về cái sản phẩm Vivo X60 Pro và cũng như là những cái điểm ấn tượng của mình với điện thoại này. Màn hình hiển thị rất đẹp, thiết kế của nó thì quá mỏng, quá sexy. Mình đã yêu từ cái thế hệ 50X50 Pro rồi và lên X60 Pro thì không khiến cho mình thất vọng. Camera gimbal của nó thì cũng rất là ấn tượng về khả năng chống rung này. Rồi là chất lượng chụp ảnh của nó thì thực sự đây là camera macro, các bạn thấy không? Nó rất là chi tiết. Rồi đây là một số tấm hình khác mà mình chụp vào này, zoom cực kỳ ngon luôn. Thực sự là khả năng xóa phông của nó quá đỉnh. Đó, Dynamic Range khỏi phải nói luôn. Thực sự là camera của sản phẩm Vivo X60 Pro khiến cho mình thực sự rất ấn tượng. Đây, thêm một tấm chụp ảnh macro nữa. Chụp bông hoa bé tí nhưng mà lên hình này, các bạn thấy không? Chi tiết của nó quá tốt luôn. Rồi, đây là một số tấm ảnh khác mình chụp với độ phân giải 48 chấm. Zoom vào, chi tiết của nó vẫn rất tốt. Ok. Video của mình thì xin dừng lại tại đây. Các bạn nghĩ gì về cái sản phẩm Vivo X60 Pro này? Và liệu với mức giá 20 triệu để có một cái điện thoại như thế này, các bạn có bỏ tiền ra hay không? Hay là các bạn sẽ lựa chọn những con máy về thiên về gaming, thiên về hiệu năng, chạy 888 hơn? Đừng quên để lại cho mình một ý kiến nhận xét nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.